đầu tuần mới với rất nhiều thông tin cực hot xoay quanh tựa game Liên Minh mà bạn không thể bỏ qua. Hôm nay mời các bạn cùng XTV đến với update. BJ đã bỏ ăn nhiều ngày. Giải mã xạ thủ Sky của Gam. Drama tuyển thủ LPL bị tác động vật lý. Huấn luyện viên Yuna cho biết BJ đã bỏ ăn nhiều ngày. Tuyển thủ này có thực sự bị oan? Trong đợt xử phạt mới đây liên quan đến loạt tuyển thủ VSET vi phạm điều lệ giải đấu, BJ chính là một trong những cái tên chịu án nặng. Cựu đi rừng của Sài Gòn Buffalo và Team Wells bị cấm thi đấu 36 tháng vì vi phạm điều 3, cá độ, bán độ trong bộ quy tắc của Riot. Không giống các trường hợp khác, cộng đồng vẫn tỏ ra nghi hoặc liệu BJ có thực sự có hành vi tiêu cực hay không. Bởi theo những người từng tiếp xúc thì anh khá hướng nội, ít giao tiếp về bên ngoài và luôn nỗ lực ở mọi giải đấu. Trên một số diễn đàn đã xuất hiện tin BJ bị oan. Đáng nói, các tin này theo hướng nhận định, Riot đã không điều tra kỹ lưỡng, tiếp nhận lời khai mà không có bằng chứng rõ ràng. Đồng thời khẳng định, BJ có hoàn cảnh khó khăn nhưng sẽ không dám bán độ. Trong đó, hai huấn luyện viên từng có thời gian gắn bó với BJ nhiều nhất là Ren và Yuna cũng lần lượt lên tiếng. Cả hai cho rằng có phần khó hiểu về trường hợp của tuyển thủ này và vẫn đang mong chờ diễn biến tiếp theo, cụ thể là động thái kháng án. Mới đây, Yuna cũng phần nào tiết lộ tình trạng của BJ trên trang cá nhân. Anh cho biết, tuyển thủ này vẫn tạm ở Gaming House của Team Wells thời gian qua và chuẩn bị về quê. Nhưng những người thân cận rất lo lắng về tình trạng của đậu nhỏ. Một thành viên Team Wells nhắn tin cho Yuna: "Anh Na, mai 21 gì anh rảnh, qua Gaming House tâm sự nói chuyện với đậu. Cô bếp nói ngày 10 nó về quê rồi. Cô khóc gọi em, nói BJ bữa giờ nó bỏ ăn, rồi nó nói từ bỏ gì nghe nản lắm. Được anh qua, em với anh dắt nó ra ngoài nói chuyện cho đỡ." Được biết, BJ đã bỏ ăn nhiều ngày và có nhiều dấu hiệu bất ổn về thể trạng lẫn tinh thần khiến mọi người vô cùng lo lắng. Yuna mong cộng đồng khi biết tin này hãy cùng động viên BJ, vì dù bản án đã được đưa ra nhưng vẫn còn hy vọng nhỏ để thay đổi. Sếp lớn Riot lên tiếng về việc T1 tiếp tục dừng stream vì DDoS. Ngày 8 tháng 6 vừa qua, T1 thông báo dừng stream vô thời hạn do các tuyển thủ vẫn chịu nhiều rắc rối từ DDoS. Khi các buổi stream của Faker, Karia, Kumadushi đều bị gián đoạn vì hacker phá hoại. Không giống các lần trước, vấn nạn DDoS lần này nhắm vào các đồng đội của họ trong xếp hạng. Những người này liên tục bị mất kết nối và không thể hoàn thành trận đấu. Qua đó, ảnh hưởng đến chất lượng buổi stream lẫn việc luyện tập. Phía T1 cho biết, đội và LCK đã có biện pháp khắc phục từ trước và lần này trách nhiệm thuộc về Riot khi DDoS chuyển đối tượng tấn công. Trước tình hình này, fan tỏ ra lo lắng cho các tuyển thủ khi không thể tập luyện cá nhân được, đồng thời liên tục chỉ trích, gây sức ép với Riot. Và ngay sáng nay, ngày 10 tháng 6, Giám đốc Liên minh Riot Miller đã chính thức lên tiếng. "Chào mọi người, tôi muốn cung cấp thông tin cập nhật về các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các buổi stream của tuyển thủ ở Hàn Quốc. Điều này thực sự khiến mọi người khó chịu, và chúng tôi hoàn toàn hiểu tại sao T1 lại tạm dừng việc stream. Chúng tôi đã làm việc với T1 nhiều tháng nay và đã giải quyết được một số vấn đề dẫn đến các cuộc tấn công trước đó vào trụ sở của họ. Tuy nhiên, sự cố gần đây khác trước nên không thể giải quyết bằng các bản sửa lỗi." Trước sự bức xúc từ fan T1, Riot cho biết đã có động thái khắc phục mới và tất nhiên điều này cần thời gian. "Kể từ khi những cuộc tấn công mới nhất này bắt đầu, chúng tôi đã cử một nhóm điều tra nguyên nhân và đang thảo luận với T1 về các cách khác để giảm thiểu việc tấn công. Đây là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai mọi nguồn lực để điều tra nguyên nhân và tìm giải pháp." Tuyển thủ LPL bị quản lý tác động vật lý và đuổi khỏi Gaming House giữa đêm. Cách đây hơn một năm, cộng đồng Liên minh Việt từng rất bức xúc khi Palette bị đuổi khỏi Gaming House của SBTC giữa đêm mưa. Đến hôm nay, một vụ việc tương tự đã xảy ra ở FunPlus Phoenix. Theo Sao Lao Hu, đường trên của đội, mọi việc bắt nguồn từ một trận đấu tập. Lúc này, người đi rừng đang dọn rừng từ nửa trên xuống nửa dưới bản đồ. Điều này đồng nghĩa nếu Sao Lao Hu đẩy cao thì sẽ không có người đi rừng hỗ trợ kịp thời. Vậy nhưng thay vì giữ lính, anh vẫn đẩy cao và bị huấn luyện viên chỉ trích. Sao Lao Hu cho biết anh không hiểu tại sao cứ thiếu người đi rừng là không được đẩy lính cao và bỏ lỡ nhiều cơ hội giành lợi thế. Lúc này, quản lý đội là Danny đột ngột đứng dậy, can thiệp vào cuộc cãi vã của Sao Lao Hu và huấn luyện viên.
vị quản lý đến gần và bắt đầu lên tiếng, nhưng Xiao Laohu bảo quản lý im miệng. Kết quả là quản lý đẩy vào ngực anh và chỉ thẳng mặt rồi hỏi, cậu nói ai im miệng cơ? Rồi quản lý bắt Xiao Laohu phải rời đi. Anh định nhắc lại trong hợp đồng rằng đội ngũ nhân viên không được động tay động chân cũng như đe dọa tuyển thủ. Nhưng quản lý kia liên tục ngắt lời và hét vào mặt, yêu cầu anh biến khỏi đây. Cuối cùng, Xiao Laohu thu dọn hành lý và rời gaming house giữa đêm. Tin này được anh chia sẻ trên mạng xã hội. Ngoài ra, theo khán giả LPL, Xiao Laohu tranh cãi với quản lý là do ông này rank cao thủ thôi nhưng lại thường xuyên chỉ trỏ, ảnh hưởng quá trình stream. Ngoài ra, để fan yên tâm, Xiao Laohu cho biết các cựu thành viên FunPlus là Hao Ye và Trinh đã cho anh ở tạm nhà họ trong thời gian này. Còn với FunPlus, quản lý đội được cho là đang mong Xiao Laohu trở lại gaming house sau khi drama nội bộ bị lan truyền. Mùa xuân 2024, FunPlus Phoenix bất ngờ có tiến bộ đáng ghi nhận và kết thúc vòng bảng với vị trí thứ tư. Tuy nhiên, Phượng Hoàng thua ngay trận đầu tiên tại playoff và chỉ đạt hạng 5-6 chung cuộc. Nhưng với drama mới đây, nhiều khán giả có cơ sở để lo ngại một mùa hè bi đát đang sắp đến với cựu vương thế giới. Sky, xạ thủ tin đồn mới của GAM là ai? Cuối tuần vừa rồi, cộng đồng xôn xao trước thông tin GAM chuẩn bị bổ sung nhân sự với sự có mặt của xạ thủ có cái tên lạ Sky. Tin đồn càng được khẳng định sau khi một ảnh chụp màn hình Discord riêng của GAM bất ngờ bị lộ với một thành viên lạ có nickname Sky bên cạnh các tuyển thủ quen thuộc. Một bằng chứng nữa là trong clip đá bóng được media của GAM đăng tải, có một gương mặt mới toanh. Theo đó, Sky là một tuyển thủ sinh năm 2005 và chưa đánh bất kỳ trận nào ở VCS, nên hiển nhiên nhiều người sẽ thấy lạ lẫm. Trước đó, Sky cũng chỉ đăng ký thời gian ngắn cùng Team B của MGN Blue Esports trong vòng 8 tháng, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023 và cũng không được debut ở bất kỳ giải chuyên nghiệp nào. Giai đoạn sau khi out MGN Blue Esports đến nay, Sky chủ yếu hoạt động chơi game cùng team streamer Thầy Giáo Ba từ các custom liên minh đến các game khác. Theo chia sẻ từ khán giả theo dõi stream của Thầy Ba và những người liên quan từ lâu, thì Sky là một người đàn em đầy triển vọng, được các anh em hội SPTC cũ dìu dắt với hy vọng thành tài. Thậm chí, nhiều cái tên lớn như Sọp hay Achi và đặc biệt là siêu xạ thủ Celebrity cũng thường xuyên đánh cùng để chỉ dạy. Nên fan đang tràn trề hy vọng, tuyển thủ trẻ này khi được debut cùng GAM sẽ có cơ hội bật lên tỏa sáng. Hiện xạ thủ chính của GAM được đăng ký vẫn là EasyLove dày dặn kinh nghiệm. Tuy vậy, việc đào tạo tuyển thủ trẻ và có dự bị triển vọng vẫn vô cùng quan trọng với một đội tuyển nhiều tham vọng như GAM. Đây cũng là cơ hội cực tốt để Sky học hỏi không ít kinh nghiệm đấu chuyên từ người đàn anh này. Hãy chờ xem đến khi nào thì GAM sẽ thông báo chính thức về thành viên mới này nhé! Riot bị chỉ trích vì làm hỏng cúp đại sảnh huyền thoại của Faker. Tuần qua, Faker đã tham gia một số sự kiện mà Riot tổ chức cho riêng anh, gồm Media Day đại sảnh huyền thoại và đền thờ Quỷ Vương tại Seoul. Ở Media Day, Faker đã trả lời khá nhiều câu hỏi về bản thân, đồng thời nhận được cúp đại sảnh huyền thoại trong sự kiện này. Thời điểm ấy, đông đảo người hâm mộ đều rất thích thú và vui mừng khi Quỷ Vương bất tử nhận được chiếc cúp danh giá này. Nhưng đến hôm nay, cộng đồng lại bức xúc và phẫn nộ vì sự thiếu chuyên nghiệp của Riot. Bởi theo một fan nước ngoài chia sẻ, anh đã phát hiện hai vết xước trên chiếc cúp mới của Faker. Đặc biệt, nhiều fan nhận xét đây là chiếc cúp trong sự kiện có vật phẩm xa xỉ nhất liên minh là skin Ari của Faker. Thế nhưng Riot lại không thể chuẩn bị thật cẩn thận chiếc cúp dành cho nhân vật chính. Một vài bình luận châm biếm: chúng tôi không đủ tiền để làm một chiếc cúp xịn trước khi vắt sữa từ skin Ari. Cái cúp đấy chắc có giá cỡ 10 skin Ari. Riot không đủ tiền để làm một cái khác, chắc các bạn cũng hiểu mà. Hiện cộng đồng vẫn đang tỏ ra rất phẫn nộ trước sự thiếu chuyên nghiệp của Riot. Vậy bạn nghĩ sao về các thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!